ở đó không còn nơi ấy. Không hiếm người đã thốt lên như vậy khi nhận ra rằng nơi mình từng gắn bó thời thơ ấu đã mất đi nét riêng của nó. Đó là cảm xúc chung của rất nhiều người đã trót gắn bó và yêu một nơi chốn nào đó, rồi chứng kiến sự đổi thay và phai nhạt của nơi ấy sau những chuyển biến của thời cuộc. Nhưng chúng tôi tin rằng không phải mọi nơi ấy đều sẽ ở lại với dĩ vãng nếu mỗi cộng đồng tìm thấy trong những ký ức tập thể các giá trị chung và để tình yêu dẫn lối trên con đường bảo tồn và kiến tạo những giá trị ấy, để thành phố đẹp không chỉ là thành phố trong ký ức. Đô thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 300 năm phát triển đã và đang chứa đựng một quỹ di sản kiến trúc đồ sộ và quý giá. Giữa những năm tháng xao động về sự còn mất của di sản đô thị, chúng ta cùng thăm lại một số công trình cổ vẫn đang hòa bình trong nhịp sống đương đại. Bên trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tòa lạc ở số 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, có một ngôi nhà nguyện nhỏ. Ít ai biết rằng đó chính là ngôi nhà xưa nhất ở thành phố này với gần 220 năm tuổi. Cái bàn thờ này thì chúng tôi vẫn dâng lễ mỗi ngày đó nha. Không chỉ mang dấu ấn buổi đầu của vị vua lập nên triều Nguyễn, ngôi nhà nguyện còn là chứng nhân lịch sử cho những biến cố đã xảy ra liên tiếp trên mảnh đất Sài Gòn gia đình xưa. Theo tài liệu của Tòa Tổng Giám mục, dưới thời vua Gia Long, vì tin tưởng và quý mến đức cha Bá Đa Lộc, nhà vua đã cho xây dựng một ngôi nhà gỗ, mái ngói, chạm trổ tinh vi, tọa lạc gần rạch Thị Nghè. Ngôi nhà này được gọi là Dinh Tân Xá, là nơi ở của linh mục Bá Đa Lộc và cũng là nơi Hoàng Tử Cảnh thường xuyên lui tới để học tập. Năm 1788, sau khi linh mục Bá Đa Lộc qua đời, Dinh Tân Xá được trao lại cho cha Liot, lúc ấy là bề trên của giáo phận. Cũng theo tài liệu này, khoảng năm 1864, khi Việt Nam ký hòa ước với Pháp để chuộc ba tỉnh Nam Kỳ, vua Từ Đức đã trao Dinh Tân Xá cho đức cha ngải Lê Pere để dùng làm tòa giám mục. Năm 1900, khi xây tòa giám mục, Dinh Tân Xá được dời về vị trí hiện nay và được dùng làm nhà nguyện của tòa giám mục. Sách Giáo hội Công giáo Việt Nam niên giám 2004 cũng khẳng định Dinh Tân Xá được vua Gia Long cất cho đức cha Bá Đa Lộc để làm nơi dạy Hoàng Tử Cảnh từ năm 1790 trên bờ rạch Thị Nghè. Dinh Tân Xá sau này được đưa về sát bên tòa giám mục để dùng làm nhà nguyện đường. Đây là ngôi nhà được dựng theo kiến trúc nhà rường truyền thống của Việt Nam với ba gian, hai trái, mái ngói âm dương. Ngôi nhà có diện tích 130m², được tạo hình mỹ thuật độc đáo với đôi rồng chầu thánh giá trên mái. Hầu hết các chi tiết bên trong đều được giữ nguyên để không làm mất đi vẻ đẹp sơ khai của ngôi nhà. Linh mục Hồ Văn Xuân, tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết, điều đặc biệt là ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ quý. Khung nhà được liên kết chặt chẽ với nhau bằng kỹ thuật ghép mộng. Dù không dùng một cây đinh nào, nhưng ngôi nhà vẫn đứng vững qua hàng trăm năm lịch sử với vài lần dời chuyển. Dạo bước trong khuôn viên tòa giám mục, nơi có ngôi nhà nguyện cổ, chúng tôi cứ miên man trong dòng suy tưởng về một thành phố đầy ký ức, đầy hoài niệm, với những vẻ đẹp thách thức thời gian. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã trộn lẫn ký ức của cá nhân mình vào dòng chảy ký ức của thành phố. Cũng phải thôi, vì chúng tôi tự nguyện làm kẻ vô danh dự phần vào lịch sử của đô thị này. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Từ nơi đất ở đến khi hóa tâm hồn, nghĩa là ký ức tình cảm đã neo đậu, ký thác yêu thương của đời người. Con người cứ mỗi ngày lại gieo trồng ký ức trên mảnh đất mình sinh sống, tích tụ mà thành lịch sử, rồi trao truyền qua trí nhớ của nhiều thế hệ. Tôi là người quê Bến Tre, nhưng mà tôi lên Sài Gòn từ năm 1959 lận, khi tôi đi tu ở trong số 6 Tôn Đức Thắng bây giờ đó. Rồi sau đó thì tới ngày 15 tháng 6 năm 1975 thì tôi chịu chức linh mục. Thì tôi thuộc Sài Gòn, tôi thuộc thành phố này. Thế thì tôi làm việc như vậy, tôi làm linh mục năm nay là 45 năm rồi. Thì tôi cảm nhận thì tất nhiên có một cái mối liên hệ tương đối là hài hòa giữa gọi là giáo hội với thành phố, với xã hội. Và tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì tôi thấy càng ngày càng phát triển. Năm 2020, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn đã kỷ niệm lần thứ 146 ngày thành lập. Đây là ngôi trường nắm giữ hai kỷ lục, trường trung học đầu tiên và ngôi trường đổi tên nhiều nhất ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Trường được khánh thành vào năm 1847 do người Pháp xây dựng và quản lý. Ban đầu trường lấy tên là Collège Edison, sau đó đổi thành Collège Saint-Léonard. Năm 1954, trường mang tên Jean-Jacques Rousseau. Từ năm 1975 đến nay, trường mang tên Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Khi bước vào ngôi trường này thì cảm giác học tập, cảm giác trải nghiệm nó không phải là phải học những thứ truyền thống, những thứ lâu đời, mà nó còn kết hợp với những bài học rất là mới, rất là thực tế, mà được tham gia vào những cái dự án từ không chỉ ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà là còn những ở tỉnh thành khác nữa. Cho nên là tôi cảm thấy rất là biết ơn và tự hào về ngôi trường của mình. Khi học ở một cái ngôi trường có bề dày lịch sử như thế này thì bản thân tôi cảm xúc đầu tiên phải nói đến nó là tự hào. Bởi vì ngôi trường này không chỉ có cái bề dày lịch sử mà còn có những thế hệ cựu học sinh và hiện tại học sinh đang học ở trường không chỉ tài giỏi về mặt học tập mà còn rất giỏi về những phương diện khác như hoạt động phong trào, nghệ thuật, văn hóa, thể thao và rất là nhiều mặt khác nữa. Trong sân trường Lê Quý Đôn, trên bãi cỏ trước phòng truyền thống, chúng tôi thấy có một tấm bia đá có chữ ký của quốc vương Campuchia, Sihanouk. Nội dung trên tấm bia cho biết quốc vương đã từng học tại đây vào năm 1941 khi mới 14 tuổi, trước khi trở về nước để lên ngôi vua. Và quốc vương Sihanouk không phải là người nổi tiếng duy nhất từng học tại đây. Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn ngày nay là ngôi trường mà nhiều nhân vật nổi tiếng, nhân sĩ trí thức từng theo học. Ngôi trường này cũng gắn với nhiều sự kiện lịch sử, trong đó có sự kiện học sinh bại khóa để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh vào năm 1926. Tôi luôn cảm thấy việc dạy ở trường Lê Quý Đôn là một món quà mà cuộc đời đã dành tặng cho tôi, bởi vì tôi đã có một thời học sinh được học dưới ngôi trường này. Và hơn 20 năm thì tôi lại có một cái may mắn nữa là được trải nghiệm qua cả một quá trình đổi mới giáo dục của đất nước. Vì vậy cũng cùng một thành phố này, cùng một ngôi trường này, cùng một không gian lớp học, nhưng mà mọi thứ đều thay đổi. Những việc tích cực nhiều hơn những việc chưa hay rất nhiều, chính nhờ nguồn năng lượng tích cực mà ngôi trường với bề dày truyền thống mang lại và cả một hành trình đất nước đổi mới mang lại, thì nó đều là một cái bài học lớn đối với tôi. Đó là sức sống mãnh liệt từ một ngôi trường hơn trăm tuổi. Từ hành lang cổ kính ở đây hay là những cái tán cây cổ thụ ở đây thì đều mang lại một cái nguồn nguyên khí rất lớn. Và tôi cảm nhận được điều đó mỗi lần bước vào sân trường Lê Quý Đôn. Trường tọa lạc trên một khu đất rộng lớn với bốn mặt tiền. Cửa chính nằm ngay trên đường Sastelulubha, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện với hông trái của dinh thống đốc Nam Kỳ. Ba mặt còn lại giáp với các đường Rade, Tessac, nay là Lê Quý Đôn, Võ Văn Tần. Riêng cạnh đường Mac Mahon, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trường nằm sát với bờ thành Quy, Bát Quái, xây năm 1790. Sau đó, vua Minh Mạng hạ lệnh phá hủy thành này năm 1835.
cũng chính nhờ có bốn mặt tiền mà trường có kết cấu theo bốn cục hình chữ khẩu với bốn dãy nhà lớn vuông vức kết nối với nhau. Đến nay, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn đã được trùng tu, sửa chữa nhiều lần, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính và lối kiến trúc ban đầu. Trường Lê Quý Đôn là một trường có thể nói là địa linh sinh nhân kiệt. Qua nhiều thế hệ, trường đã đào tạo ra những con người hữu ích cho đất nước. Tiếp tục những truyền thống đó thì học sinh Lê Quý Đôn không ngừng rèn luyện và học tập. Luôn luôn là thầy cô giáo là thực hiện cái đổi mới cái phương pháp dạy và học. Và trường Lê Quý Đôn là một trường luôn đi đầu trong việc đổi mới của ngành giáo dục đào tạo nói chung của cả nước, của thành phố. Và hiện nay đang thực hiện cái sứ mệnh đó là gì? Thực hiện cái mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế theo chuẩn quốc gia. Và trường cũng vừa được công nhận là trường chuẩn quốc gia ở mức độ 2 và kiểm định chất lượng ở mức độ cao nhất là mức độ 3. Đó là niềm tự hào của trường. Và trường cũng được là thành phố công nhận là di tích kiến trúc lịch sử của thành phố. Vậy đó, qua hàng trăm năm, giá trị kiến trúc của các công trình cổ vẫn mang vẻ đẹp vượt thời gian, là biểu trưng cho một thời hoàng kim của lịch sử, văn hóa. Người Sài Gòn xưa thường nói, đi tàu chú Hỷ ở nhà chú Hỏa, để chỉ hai nhân vật nổi tiếng. Chú Hỷ, vua tàu thuyền, có tàu chạy lục tỉnh, và chú Hỏa, vua nhà đất, với gần 30.000 căn nhà phố khắp Sài Gòn, gia đình, chợ lớn. Chúng ta cùng nghe kể các giai thoại về cuộc đời chú Hỏa trong tập tiếp theo của series ký sự này.